Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về công tác phục vụ nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hàng không trong dịp nghỉ lễ vừa qua. Đồng thời đề xuất bổ sung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không. Cục Hàng không dự báo, sản lượng hành khách trong năm 2022 ước đạt từ 42-47 triệu lượt, tăng từ 170-200% so với năm 2021. Nhưng vẫn giảm trên 40% so với năm 2019. Dự báo giảm 40% sản lượng khách trong đó. Tổng sản lượng thông qua các cảng hàng không, sân bay Việt Nam ước đạt 7,7 nghìn lần hạ tất cánh, giảm 12% so với cùng kỳ lễ 30/41/5 năm 2021. Lượng hành khách sắp xỉ 1.105.000, giảm 3,3% so với cùng kỳ và chuyên chở 15,9 nghìn tấn hàng hóa tăng 7,5%. Như vậy, mặc dù được kỳ vọng là cao điểm giúp hàng không hồi phục, nhưng giai đoạn từ ngày 30 tháng 4, 3 phần 5, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 3. 6.000 chuyến bay giảm 13,5% so với cùng kỳ 2021. Đáng lưu ý, Cục Hàng không dự báo, sản lượng hành khách trong năm 2022 ước đạt từ 42-47 triệu lượt tăng từ 170 200% so với năm 2021 nhưng vẫn giảm trên 40% so với năm 2019. Tính riêng thị trường nội địa. Lượng hành khách nội địa vận chuyển trong năm 2022 ước đạt từ 33, 35 triệu lượt khách giảm từ 6, 10% so với năm 2019. Sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 1,524 triệu tấn hàng hóa tăng 16,4% so với năm 2021 và tăng 21,2% so với năm 2019. Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho rằng thị trường hàng không nội địa có thể phục hồi từng bước nhưng còn nhiều khó khăn. Dự kiến đến hết năm 2022, sản lượng vận chuyển hành khách nội địa đạt gần về mức năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid 19. Riêng thị trường quốc tế sẽ cần một thời gian dài để phục hồi, dự kiến năm 2022 sản lượng vận chuyển hành khách quốc tế giảm 72-80% so với năm 2019. Với tỷ trọng doanh thu, lợi nhuận của các hãng hàng không chủ yếu đến từ thị trường vận chuyển quốc tế, thì dự kiến năm 2022. Hoạt động kinh doanh của các hãng hàng không vẫn tiếp tục gặp khó khăn. Thêm vào đó, do các tình hình bất ổn về kinh tế. Chính trị trên thế giới giai đoạn vừa qua khiến giá nhiên liệu tăng đột biến, gây sức ép nặng nề lên chi phí của các hãng hàng không. Thậm chí, giai đoạn cuối tháng 3 năm 2022 khi đà tăng của giá dầu thô có dấu hiệu chững lại thì giá ZA1 vẫn tiếp tục tăng cao. Theo dữ liệu thống kê của IATA giá nhiên liệu ZA1 khu vực châu Á ngày 1 tháng 4 năm 2022 tăng cao ở mức 132,63 đô la Mỹ một thùng, ngày 29 tháng 4 năm 2022 tiếp tục tăng lên tới 145. 67 đô la Mỹ một thùng. Dự báo giá ZA1 bình quân năm 2022 là 129,5 đô la Mỹ một thùng. Thực tế có thể thấy, các hãng hàng không là trung tâm của dây chuyền cung cấp dịch vụ hàng không. Khi các hãng hàng không có thể vượt qua giai đoạn khó khăn, duy trì và mở rộng tần suất khai thác các chuyến bay, chặng bay thì đồng thời cũng tạo doanh thu cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, gồm ACV, VGO, VATM, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ xăng dầu như SCAC, TAPECO, Petrolimex, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phục vụ mặt đất. Xuất ăn hàng không Để tiếp tục hỗ trợ các hãng hàng không vượt qua giai đoạn khó khăn, tạo tiền đề cho sự phục hồi và phát triển trong tương lai. Cục Hàng không Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông vận tải tiếp tục ban hành chính sách giảm 50% giá dịch vụ hạ cất cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không cũng đề xuất áp dụng mức giá tối thiểu không đồng đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Giảm vạc xuống 5% thuộc thẩm quyền quốc hội trước đó, khó khăn chưa thể phục hồi. Một số hãng hàng không đã kiến nghị lên bộ tài chính xin được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2022. Giảm thuế giá trị gia tăng, vạc xuống 5% và tiếp tục giảm mức thuế nhập khẩu đối với nhiên liệu bay từ 7% xuống còn 0%. Cục Hàng không Việt Nam đề xuất bộ giao thông. Vận tải tiếp tục ban hành chính sách giảm 50% giá dịch vụ hạ cất cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Bộ Tài chính phản hồi cho biết, so với nhiều ngành sản xuất khác thì đối với ngành hàng không bên cạnh được hưởng lợi từ những chính sách hỗ trợ về thuế. Phí Lệ phí chung còn được áp dụng chính sách hỗ trợ về giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay ngay từ khi thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Bộ cũng cho hay, trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn nhưng vẫn phải đảm bảo nhiều nhiệm vụ chi quan trọng. Việc đặt vấn đề bổ sung thêm các giải pháp để hỗ trợ cho ngành hàng không cần được cân nhắc tính toán cẩn trọng. Đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, nhà nước. Bộ Tài chính Thông tin, hiện nay theo quy định tại Nghị định số 57-2020, Nghị định Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định mức thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi MFN, đối với mặt hàng xăng nhiên liệu bay là 7%. Nhiên liệu bay nhập khẩu từ một số quốc gia có ký kết Hiệp định Thương mại Tự do, FTA, với Việt Nam là thành viên được áp dụng mức thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi thấp hơn, 5%, trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại. Ví dụ như theo hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN. Hiệp định ASEAN Trung Quốc. Bên cạnh đó, chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT đang được quy định tại luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật thuế VAT. Do đó, kiến nghị giảm thuế suất thuế VAT từ 10% xuống mức 5% và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp hàng không thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội. Bộ Tài chính khẳng định. Bộ cũng cho biết, riêng đối với thuế VAT Hiện nay các doanh nghiệp hàng không cũng đang được hưởng lợi từ chính sách giảm 2% mức thuế xuất thuế và quy định tại Nghị quyết số 43-2022, Quốc hội 15 nêu trên. Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 11, NQCP, Bộ Tài chính đã trình chính phủ dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế. Tiền thuê đất cho một số đối tượng, trong đó có ngành hàng không. Thi hàng